Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ 6, ngày 10 tháng 5. Huyện Bảo Lâm vừa tổ chức Ngày hội Hiến máu tỉnh nguyện chung tay vì sức khỏe cộng đồng năm 2024. Thông qua tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Bảo Lâm đã thu hút trên 300 tình nguyện viên tham gia là cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, trong đó có nhiều người đồng hành cùng chương trình này trong nhiều năm qua. Qua kiểm tra sức khỏe cân nặng, đo huyết áp, khám sàng lọc các bệnh, kết thúc đợt hiến máu đã thu được 150 đơn vị máu. Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Bảo Lâm đã trở thành hoạt động thường xuyên có ý nghĩa cao đẹp, mang đậm tính nhân văn. Những giọt máu cho đi của những người Hiến máu tình nguyện góp phần đem lại niềm tin và hy vọng cho những người bệnh. Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát, di rời chuồng trại tại xã Thị Hoa, đoàn công tác của huyện Hạ Lan cho ý kiến sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây mới và sửa chữa cho hộ có khó khăn về nhà ở. Trong giai đoạn năm 2022-2025, xã Thị Hoa được phê duyệt hỗ trợ 24 nhà có nhu cầu xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Đến nay đã thực hiện nghiệm thu 14 nhà, trong đó 9 nhà đã giải ngân với số tiền 286 triệu đồng, 5 nhà đang làm thủ tục thanh toán, 2 nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, 8 nhà đang chuẩn bị khởi công và hoàn thiện trong năm 2024. Năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành công tác di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho thấy tất cả các nhà được hỗ trợ và xây mới đều đảm bảo chất lượng. Đoàn công tác đề nghị xã Thị Hoa tiếp tục ra soát thẩm định các trường hợp có khó khăn về nhà ở phát sinh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa, đóng góp kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện ủy Trùng Khánh vừa tổ chức hội thảo lần 2 góp ý cho bản thảo cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn năm 1930 năm 2020. Tại hội thảo lần thứ 2 đã nhận được 20 ý kiến của các đại biểu đóng góp về bố cục cuốn sách, bản đồ, hình ảnh, nghiên cứu rút ngắn, chất lọc, bổ sung, điều chỉnh nội dung trong từng chương, mục như một số địa danh, tên các nhân vật, số liệu, các câu từ văn phong cần chặt chẽ, mạch lạc. Nội dung cuốn sách phải làm rõ vai trò của lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, nhất là những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Sau hội thảo Ban chỉ đạo, ban biên soạn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tiếp tục sưu tầm, bổ sung và chỉnh sửa những mục chưa chính xác để cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh được xuất bản đúng nội dung theo quy định. Tại huyện Hà Quảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức chiến dịch truyền thông thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em cho gần 200 thành viên các tổ truyền thông cộng đồng, nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Động. Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã xem các tiết mục văn nghệ tiểu phẩm về phòng chống bạo lực gia đình, các thói quen xấu, các hủ tục cần phải loại bỏ trong đời sống thường ngày của người dân, những nội dung tuyên truyền trên đã được sân khấu hóa các thông điệp được truyền tải trực quan sinh động tình huống diễn xuất chân thực gần gũi với cuộc sống giúp bà con dễ hiểu dễ nhớ cùng với đó các báo cáo viên cũng phổ biến các kiến thức liên quan đến bình đẳng giới các quy định của pháp luật về vấn đề này đặc biệt là các chế tài xử phạt khi có vi phạm đồng thời tổ chức giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến bạo lực gia đình bình đẳng giới chăm sóc và bảo vệ trẻ em Hoạt động này là một trong những nội dung dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Thông qua đó góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến thay đổi hành vi theo hướng tích cực và có lợi, dần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng bình yên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2024. Tham gia hội thi có 8 đội thi, các đội trải qua phần thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đội thi thực hành kỹ năng chữa cháy, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các thành viên đã sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và hoàn thành tốt phần thi của mình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và nâng cao trình độ, năng lực kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích cao. Đồng thời, tuyển chọn được đội xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2024, các cơ quan thi hành án dân sự cả nước thực hiện theo dõi 1.387 bản án quyết định với số cũ chuyển sang là 776 việc, số tiếp nhận mới là 611 việc. Kết quả, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc, tăng 184 bản án so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024, theo báo cáo, Tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự 1.387 bản án quyết định hành chính. Liên quan đến việc thi hành án hành chính, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, lãnh đạo Bộ thường xuyên làm việc trực tiếp trực tuyến với các cơ quan thi hành án dân sự để đôn đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao bên cạnh thực hiện nghiêm túc hiệu quả luật tố tụng hành chính bộ tư pháp sẽ tham mưu làm việc và kiểm tra liên ngành về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại các địa phương có số lượng vụ việc thi hành án hành chính lớn phức tạp kéo dài đồng thời làm rõ nguyên nhân kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp chậm thi hành hoặc không thi hành bản án quy định của tòa án Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết số 109-2023-QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính trong năm 2023. Cụ thể, cơ quan chức năng đã tổ chức thu thập dữ liệu của một số doanh nghiệp bưu chính để đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ bưu chính ngoài công ích của các doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn 10 doanh nghiệp bưu chính có thị phần sản lượng, doanh thu chiếm trên 80% sản lượng, doanh thu toàn thị trường bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn B&T Express Việt Nam, Tổng Công ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng Nhanh, Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao hàng Plespear, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ninsing, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post, công ty trách nhiệm hữu hạn SPX. Số lượng tuyến liên tỉnh lựa chọn để đánh giá là hai tuyến nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 12 tuyến liên tỉnh có sản lượng lớn chiếm 29% tổng sản lượng bưu gửi của các doanh nghiệp. Danh sách 12 tuyến liên tỉnh gồm 7 tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Năm tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành phố Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Hà Nội. Dữ liệu bưu gửi được thu thập trong 3 ngày bất kỳ của các quý 1, 2, 3 trong năm 2023. Sau khi tổng hợp dữ liệu thu thập từ 10 doanh nghiệp bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tổng số bưu gửi trong 3 ngày của 10 doanh nghiệp là 16,7 triệu bưu gửi. Tổng số bưu gửi sử dụng để đánh giá chất lượng là 4.776.140 bưu gửi. Theo kết quả đánh giá, Zipati là doanh nghiệp có tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết cao nhất 100%, Vietnam Post có tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết thấp nhất 86% việc đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính được thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích trong đó chỉ thực hiện đánh giá tiêu chí chính gồm thời gian toàn trình bưu gửi và độ an toàn bưu gửi ngoài ra có thể bổ sung các tiêu chí khác trong quá trình triển khai thực tế khi cần thiết Chỉ trong quý 1 năm 2024, tần suất của các cuộc tấn công mạng đã gia tăng với các phương thức cực kỳ tinh vi. Đáng lo ngại, những cuộc tấn công này nhắm vào các tổ chức trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán cùng với một số sự cố mất mát tài chính gần đây từ các tài khoản ngân hàng cá nhân. Giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam chỉ tính riêng năm 2023, đơn vị đã liên tục phát hiện và ngăn chặn nhiều sự cố an ninh mạng nhắm vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý có đến 17,1 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ. Theo đó, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng thông qua các tập tin bị nhiễm và phương tiện có thể tháo rời. Bên cạnh đó, các tổ chức tại Việt Nam cũng đã đối mặt với 59.837 cuộc tấn công, ransomware và 36.130 trường hợp lừa đảo tài chính. Đây là những mối đe dọa an ninh mạng phổ biến đối với các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, khi kẻ gian liên tục thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, dụ dỗ người dùng cấp quyền truy cập vào các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng, hệ thống thanh toán và cửa hàng thương mại điện tử. Mặc dù các tổ chức đã phản ứng nhanh chóng để khắc phục sự cố, nhưng trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị giải pháp bảo mật toàn diện đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho hệ thống và cơ sở dữ liệu. Hiện, hiện nay có nhiều phần mềm phòng chống virus được các công ty an ninh mạng phân phối cho doanh nghiệp có tích hợp công nghệ AI phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô với các yêu cầu bảo mật khác nhau, từ những tổ chức chưa có nhân sự công nghệ thông tin đến các tổ chức có bộ phận an ninh mạng nhỏ và các công ty lớn đối với đội ngũ an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao, đồng thời có thể bảo vệ đa lớp giúp ngăn chặn mọi nguy cơ trên internet, diệt virus, chống phần mềm gián điệp, bảo vệ dữ liệu, tài khoản ngân hàng, bảo vệ mật khẩu. Năm nay, Hà Nội có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong đó hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024, có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng khoảng 4.000 so với năm học trước, trong đó hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập, số thí sinh dự kiến bỏ thi tương tự năm ngoái. Các em có thể du học, đi học nghề hoặc tham gia thị trường lao động theo phân bổ của sở, năm nay các trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển khoảng 81.000 học sinh vào lớp 10. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 6 với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Tin quốc tế, Trung Quốc đang chứng kiến tình trạng lực lượng lao động mỗi năm thiếu, độ tuổi lao động di cư ra thành thị để tìm việc cũng ngày càng cao. Thực trạng này khiến nhiều chuyên gia lo lắng nền kinh tế số 2 thế giới ngày càng mất lợi thế cường quốc sản xuất, công xưởng của thế giới khi chi phí lao động ngày càng tăng, khiến giá thành sản xuất ngày càng cao. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng số lao động di cư từ nông thôn ra thành thị năm 2023 là 297 triệu người, với độ tuổi trung bình là 43, tăng 9 tuổi so với năm 2008, nhưng chỉ có 28% trong số này làm việc trong ngành sản xuất. Ngược lại, ngành dịch vụ mức lương thấp hơn với nhiều việc tay chân, việc tự do lại chiếm đến 54%. Trong khi đó, với đa phần người có trình độ đại học có xu hướng làm việc văn phòng, ngay cả thất nghiệp rất ít người muốn chuyển sang làm ngành sản xuất. Theo khảo sát, 10 năm trước Lương cơ bản hàng tháng của công ty Nhật tại Trung Quốc bằng với đặt tại Thái Lan thì nay đã cao hơn 40%. Với 576 USD, gần 15 triệu một tháng. Lâu nay Trung Quốc thu hút các công ty nước ngoài bằng lợi thế lực lượng lao động giá rẻ dồi dào. Nhưng nay lợi thế này ngày càng bớt hấp dẫn, cùng với những mâu thuẫn trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nên một số tập đoàn nước ngoài có xu thế đa dạng đầu tư ra các nước ngoài Trung Quốc. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.